sai, nhưng ta nên dừng lại. Anh đi một hướng và em cũng chẳng thể nào nhận lại. Nước mắt đã rơi thật nhiều và em cũng đã biết thêm nhiều điều. Sự thật là em đã quá ngốc, tin và yêu sẽ thất bại để rồi ai kia đến sau cho anh từng cảm xúc mà em lỗi thời. Ừ thôi vì xem như em đã chấp nhận rồi. Rời xa anh sẽ như trong khoảnh khắc này. Em không nên phải có vậy, chắc có